Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nữ diễn viên Election Jessica Campbell qua đời ở tuổi 38. Hôm qua, ngày 13 tháng 1, trang People đưa tin Jessica Campbell, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Tammy Messer trong phim hài Election 1999 đã qua đời ở tuổi 38. Được biết, ngôi sao người Mỹ đã qua đời tại nhà riêng ở Portland, tiểu bang Oregon, Mỹ vào ngày 29 tháng 12 năm 2020. Theo Questling, ngoài nghề diễn viên, Jessica Campbell còn là bác sĩ trị liệu. Vào tháng 12 năm 2020, cô vẫn làm việc bình thường theo giờ hành chính tại phòng khám riêng, sau đó trở về nhà thăm mẹ và dì trước khi qua đời. Khi về nhà, Campbell vào phòng tắm nhưng không trở ra, Gì của chị ấy đã phát hiện Campbell ngã cục trên sàn và ngừng thở. Gia đình chúng tôi đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết, em họ của nữ diễn viên cho biết. Tin tức khiến đồng nghiệp người hâm mộ nữ diễn viên rất sốc. Ri Witherspoon, bạn diễn của Campbell trong Election, đã phản ứng. Thật đau lòng khi nghe tin này, được làm việc cùng Campbell là niềm vui lớn đối với tôi. Tôi gửi tất cả tình yêu của mình đến gia đình và những người thân của cô ấy. Người nhà Campbell đang kêu gọi quyên góp cho quỹ GoFundMe để trang trải chi phí tổ chức tang lễ cho ngôi sao xấu số, số, cũng như giúp đỡ việc học cho con trai 10 tuổi của cô, bé Oliver. Đến nay, quỹ đã quy động hơn 24.000 USD. Jessica Campbell sinh năm 1982, sắm vai đầu tiên trong In the Best Interest of Children khi mới 10 tuổi. Đến năm 1999, cô đóng vai Tammy Messer, em gái của nhân vật Paul Messler trong Election. Vai này đã mang lại cho cô đề cử giải thưởng tinh thần độc lập cho màn ra mắt xuất sắc. Cô còn đóng chính hai tập phim Freak and Trick trong vai Amy Andrew, người chơi kèn tuba của một ban nhạc diễu hành nổi tiếng. Các phim khác Camel tham gia gồm The Safety of Object, Death Day, Trunk. Các phim khác Campbell tham gia gồm The Safety of Object, Death Day, Trunk.